Phật Pháp hướng dẫn chúng ta Tu tâm thanh tịnh Tu tâm từ bi Tâm thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm Tâm từ bi có thể giải độc Oán hận có lớn bao nhiêu Gặp từ bi cũng quá giải được người học Phật hiểu được. Nhất định phải học ly dục, tu tự vô si. Vô si thì phải học kinh giáo, phải chuyên cần niệm phật niệm phật niệm đến nhất tâm bất loạn tức là niệm phật ta muội niệm phật ta muội công phu sâu cạn khác nhau giống như trong khi nói lý nhất tâm sự nhất tâm đích thực rất khó nhưng công phu thành phiến Người người đều có thể đạt được Chỉ cần quý vị thật sự chịu làm Hai ba năm Đạt được công phu thành phiến Đạt được công phu thành phiến Giảng sanh liền được tự tại rồi Chúng ta nếu như đem công phu thành phiến Cũng chia ra làm chín bậc Ba bậc trên tôi tin rằng đã có thể tự tại giảng sanh. Muốn lúc nào giảng sanh thì giảng sanh lúc đó. Muốn ở lại thêm vài năm cũng không trở ngại gì. Không cần thiết. Lý nhất tâm, sự nhất tâm. Không nhất thiết là phải cao như vậy, công phu thành tiến là được rồi. đây mới là người thật sự có trí tuệ người thật sự có thiện căn quả phước đức bồ tát xã vật bộ thị sanh ly dục tưởng không chấp tướng là lý dục rồi sau khi bố thí Không cần để trong lòng nữa Không nên nghĩ là tôi làm được bao nhiêu việc tốt Bao nhiêu người nhận được ơn huệ của tôi Nghĩ như vậy là sai rồi Sau khi bố thí xong Trong tâm sạch sẽ vắng lặng Như chưa hề có việc đó gì Diễn diễn bảo hộ tâm thanh tịnh của mình Mới là quan trọng Trong thuận cảnh không sanh tham luyến Trong nghịch cảnh không khởi oán hận Bớt luận bản thân phải chịu oan uổng như thế nào Chịu quỷ nhục như thế nào Chịu tổn thương như thế nào Cũng như không có việc gì cả Nhẫn nhục tiên nhân Bị ca lợi dương cắt xẻ thân thể Không có một mảy may tâm oán hận Tâm sân nhuế cũng không có Vì sao vậy? Vì phàm có hình tướng đều là hư vọng Tất cả chúng sanh và ta là một thể một tự tánh thanh tịnh viên minh thể sở sanh còn tính toán gì nữa bị lăng trì xử tử tâm địa thanh tịnh như không có việc gì cả Đây gọi là công phu Ngày nay chúng ta chịu một tí ti uất ức Đã so đo tính toán Đó là quả báo gì? Đây là quả báo địa ngục Sân nhuế đỏ địa ngục Quý vị so đo tính toán đó là tâm sân nhuế Tâm oán hận, tâm bất bình, quý vị không phải là chính mình tìm phiền phức cho chính mình rồi sao cho nên tha thứ cho người khác là lợi ích cho chính mình bản thân được nâng cao lên rất nhiều người ta tạo tác tội nghiệp họ có quả báo của họ nhất định không có oán hận giữ vững thanh tịnh bình đẳng giá của quý vị không bị bên ngoài quấy nhiễu thiện duyên ác duyên đều không thể quấy nhiễu quý vị quý vị đạt được niệm phật ta muội rồi đối với người cầu nhân duyên an vui Nên tâm sân hận mỏng Gọi là tu từ tư tưởng Đến cầu Có nhân duyên đến quen biết với quý vị Quý vị nhất định phải cho họ Cho họ những gì? Nhân duyên an vui Điều này phải học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời tiếp kiến chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào. Phật dùng pháp bố thí. Phật không có tài sản, Phật chỉ có ba y một bát, ngài không có thứ gì để bố thí cho người khác, đều là bố thí pháp. hướng dẫn mọi người phá mê khai ngộ thuyết pháp cho mọi người bất luận là nói dài hay nói ngắn nói sâu hay nói cạn một nguyên tắc là giúp đỡ họ phá mê giúp đỡ họ khai ngộ phá mê họ không còn mê nữa họ tự nhiên lìa khổ không mê như thế nào có thể buông bỏ tham sân si đây là nhân của khổ quý vị có tham sân si quý vị có nhân khổ này ngày ngày có khổ báo biết được ba loại này trong tự tánh không có nó thuộc về a lại gia a lại gia là vọng tâm chỉ cần có a lại gia quý vị sẽ không ra khỏi thập pháp giới chỉ cần có tham sân si quý vị sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi không có phật Chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật này Sau khi hiểu được chân tướng sự thật rồi Chúng ta đối với nó sẽ rất nhẹ nhàng Lúc này phải ngày ngày nghe Pháp Vì sao vậy không ngày ngày nghe Pháp Sợ cảnh giới hiện tiền lại quên mất lại tùy theo cảnh giới mà chuyện. Vậy là phiền phức lớn rồi. Mỗi ngày đọc kinh. Mỗi ngày nghe giảng, tức là ngày ngày để cho kinh điển đến nhắc nhở chúng ta. Chính là ý nghĩa này vậy. Dần dần tự nhiên liền thâm nhập thật tướng các pháp quý vị mới thật sự có thể buông bỏ buông bỏ tham sân si mạng nghi buông bỏ tất cả những kiến giải tư tưởng sai lầm thì thân khẩu của chúng ta sẽ không có lỗi lầm nữa quý vị xem tâm sân hận mỏng rồi, đây là tư từ tưởng. Dùng công đức bố thí này hồi hướng vô thượng đạo thì suy si tâm sẽ mỏng. Hồi hướng trong kinh thường nói đến ba loại hồi hướng hồi hướng bồ đề hồi hướng chúng sanh hồi hướng pháp giới vậy là đúng rồi không cầu bản thân cũng tức là Tất cả công đức không vì bản thân mình Vì vô thượng Bồ Đề Trang nghiêm vô thượng Bồ Đề Vì tất cả chúng sanh khổ nạn Tuyệt đối không vì bản thân mà cầu an lạc Kỳ thực vì chúng sanh vì Bồ đề là vì bản thân mình. Cảnh giới của bản thân nâng cao rồi. Hướng đến vô thượng chánh đặng chánh giác. Những đồng tu tu tịnh độ càng phải dứt khoát hơn Hồi hướng thế giới Tây Phương cực lạ Kể hồi hướng tra nghiêm Phật tịnh độ Đó chính là chánh pháp cựu trú Hồi hướng chúng sanh Tất cả những công đức đều hồi hướng cho chúng sanh Đều là vì chúng sanh mà làm Không có một thứ gì là vì bản thân Chúng ta thấy chư Phật Như Lai làm gương cho chúng ta rất rõ ràng Chư Phật Bồ Tát Bản thân buông bỏ sạch sẽ rồi Vô ngạ tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng Không những bốn tướng không còn Mà bốn kiến cũng không còn nữa Bốn kiến là trong tâm quý vị ngay cả ý niệm cũng không có Mới đắc chân thanh tịnh, chân bình đẳng, chân tự tại nghĩ đến trước đây lúc đang mê mà không giác đau khổ biết bao sống khó khăn biết bao mỗi ngày sống trong lo lắng lo sợ bất an Trong tập khí phiền não Này Pháp Tạng Đại Sĩ Không khởi tam ác tướng Lìa các phiền não Chúng ta phải thêm hai chữ nữa Không những tham tưởng, sân tưởng, si tưởng Phải đoạn bỏ mà phải đoạn mạng nghi ngạo mạng hoài nghi đối với thánh giáo vì sao vậy nếu như hoài nghi đối với thánh giáo không thể buông bỏ triệt để phật bồ tát đến dạy chúng ta chúng ta cũng không đạt được lợi ích của phật pháp phật pháp nhất định phải từ trong chân thành cung kính mà có được không thành không kính thì chắc chắn không đạt được gì cả cho nên học phật đầu tiên phải thành kính thành kính học từ đâu học trong đệ tử quy học trong cảm ứng thiên trong thập thiện nghiệp ba thứ này thật sự hoàn toàn thực tiễn được quý vị có thể vận dụng vào trong cuộc sống vận dụng vào trong công tác vận dụng vào trong xử sự đối nhân tiếp vật vận dụng vào trong học tập vậy là quý vị thật sự đang tích lũy công đức lúc quý vị thật sự đạt được rồi thì pháp hỷ sung mãn phiền não khinh trí tuệ trưởng